Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda 2 sedan nhé. Và trong cái video ngày hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2023 rồi, em xin phép được chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán và cái mức tăng cường ưu đãi ở cái thời điểm giữa tháng 6 này anh em nhé. Thì dòng Mazda 2 sedan này sẽ có 3 sự lựa chọn cho anh em. Nó bao gồm phiên bản Mazda 2 sedan 1.5 Premium, 1.5 Luxury và 1.5 AT tiêu chuẩn. Với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều các xe ở phân khúc cỡ B như thế này, nó bao gồm anh em có thể tham khảo thêm như dòng xe Hyundai Accent này, chiếc xe Toyota Vios này, hay là một số các xe khác có trên thị trường. Thì ngay sau đây em sẽ tính tổng lăn bánh cho anh em tất cả các phiên bản. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với em cái phiên bản Mazda 2 sedan 1.5 AT. Bản này hiện tại đang có mức giá là 415 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại linh động vô cùng đặc biệt của bên em, tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ lót cốp anh em nhé. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 478 triệu, trả góp thì đang là 136 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 474 triệu, trả góp thì đang là 127 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 459 triệu, trả góp thì đang là 109 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự anh em nhé. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhá, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em. Để em gửi cho anh em cái mức ưu đãi cũng như là cái chính sách giá bán nó sẽ tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda 2 sedan 1.5 Luxury. Bản này hiện tại đang có mức giá là 494 triệu. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em để áp dụng với những cái chính sách giá bán tăng cường ưu đãi ở cái thời điểm giữa tháng 6 này, tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ lót cốp anh em nhé. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 573 triệu, trả góp thì đang là 164 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 567 triệu, trả góp thì đang là 153 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 552 triệu. Trả góp thì đang là 135 triệu. Với cái bản 1.5 Luxury này, bên em hiện tại đang rất sẵn xe, một xe màu trắng, một xe màu đỏ và một xe màu xanh nữa, để cho anh em có thể là cân đối lựa chọn lấy ngay. Và mức ưu đãi vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mazda 2 sedan 1.5 Premium. Bản này hiện tại đang có mức giá là 599 triệu. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em với cái mức ưu đãi cực kỳ sâu anh em nhé. Với mức ưu đãi đâu đó nó vào khoảng gần 50% lệ phí trước bạ ấy. Đó. Và tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ lót cốp nữa anh em nhé. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 627 triệu. Trả góp thì đang là 178 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 620 triệu. Trả góp thì đang là 166 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 604 triệu. Trả góp thì đang là 146 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất chi tiết cho anh em về giá xe cũng như là tính tổng lăn bánh cho anh em tất cả các phiên bản của dòng xe Mazda 2 sedan ở cái thời điểm giữa tháng 6 này rồi, mà dòng xe nhập khẩu như trước thì cực kỳ là đẹp cũng như là rộng rãi. Và anh em nào mà quan tâm từng phiên bản cũng như là quan tâm đến giá xe này, quan tâm đến mức khuyến mại này và quan tâm đến cái bảng lăn bánh chi tiết, thì anh em vui lòng gọi ngay cho em nhé, để em gửi cho anh em mức ưu đãi nó sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh, vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé.
Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.